đến mẹ rồi. Nóng quá, cứu tôi chơi, nóng quá, tôi chết, cô có sao không vậy? Cứu tôi chơi, nóng quá. Ôi trời, chuyện quái quỷ gì vừa mới xảy ra vậy? Ba trong bốn đứa con của họ đều đổ vỡ trong hôn nhân. Chắc căn nhà này bị nguyền rủa rồi, mình có nên kêu họ làm lễ trừ tà không vậy? Đúng rồi, nếu bây giờ nó ngủ ngon thì có bình thường được không chứ? Em tức giận nên em nói vậy thôi. Chuyện bóng chứ em đâu có giận. Chuyện chị chờ em một chút nha. Anh không thấy em đang nói chuyện điện thoại hay sao? Tắt đi chứ. Giờ nó tới khung thành rồi. Sút đi. Chị à, em gọi lại cho chị sao nha. Vậy hả? Vậy mà cũng đá được hay sao chứ? Không vào rồi. Em đang làm gì vậy hả? Anh đang xem mà. Là Son Hung Min đang đá đó. Em là người hỏi anh đang làm gì mới đúng. Em vợ của anh đòi quỷ hôn vào đêm tân hôn của nó mà anh ngồi xem bóng đá sao? Anh luôn nói với mẹ là anh cũng là người trong nhà mà. Sao anh ấy lại chưa tới chứ? Giờ này phải tan làm rồi mà. Mình thật sự phải tới đó thật hay sao? Đúng là điên khùng thiệt đó. Con nghe mẹ. Xin chào. Anh có phải là con trai của chủ chiếc điện thoại này không vậy? Có phải là dạ là con không? Đi mẹ ơi, nè mẹ làm con gì vậy? Trời, mẹ dừng lại đi mà nè. Trời ơi mẹ ơi, mẹ đừng làm vậy mà. Mẹ thả mẹ xuống nhẹ một chút, đau thật. Mẹ bị đó. Làm sao vậy hả mẹ? Ôi trời má ơi, làm giật mình à. Em làm gì vậy hả? Em làm anh giật mình thật đó. Nhưng mà em làm gì ở đây vậy? Sao em không ở trong phòng? Tại sao? Sao anh không đợi sáng rồi hả về? Hoặc là không về nhà nữa cũng được mà. Thì chuyện là anh... thì đúng vậy. Anh biết là em đang rất là tức giận. Nhưng anh muốn tới đó ngay sau giờ làm việc. Nhưng mà tại vì thật nhưng ra... Nhưng cái gì? Anh bị bắt cóc hay sao? Anh có biết là em đã khổ sở ra sao khi một mình ngồi ở phòng chờ hay không vậy hả? Anh không có cố tình làm như vậy đâu mà. Anh đã rời khỏi nhưng mà mẹ của anh và... Lại là mẹ nữa hả? Mẹ, có người đã lấy điện thoại của mẹ, sau đó gọi điện thoại cho anh. Mẹ uống rất là say. Vậy và... rồi sao? Mẹ đã giở trò gì để gọi anh tới đó hả? Cái gì? Em nói giở trò là sao? Đúng như vậy đó. Đây không phải là lần đầu mẹ giở trò đâu. Mẹ rất đau khổ, mẹ say rồi không lái xe được. Mẹ không thể bắt taxi, mẹ không vào nhà được. Mẹ gọi cho anh với rất nhiều lý do. Nếu như đó không phải là giở trò thì đó gọi là gì hả? Đúng vậy. Mẹ của anh bị ám ảnh bởi con cái đó. Đúng là anh hơi khác thường, anh thừa nhận điều đó. Nhưng mà tại sao em có thể nói về mẹ chồng của mình như vậy được chứ? Đó là sự thật mà, em nói sai chỗ nào sao? Em nói rất đúng đó, em lúc nào cũng nói đúng hết á. Em luôn luôn nói những điều thực tế mà. Em có biết anh cảm thấy bối rối ra sao khi đối diện với em hay không? Người này thật sự là vợ của mình hay sao? Cô ấy có xem mẹ của mình là người nhà hay là không chứ? Vậy thì làm gì đó để em cảm thấy chúng ta là người nhà đi. Chúng ta lúc nào cũng phải chịu đựng vì mẹ của anh. Không đâu, đừng nói là chúng ta chịu đựng cái gì hết. Chỉ có em thôi, em chính là người duy nhất có vấn đề về chuyện này mà. Ý anh là sao? Anh nói là em liên tục cố gắng khi anh không có hứng thú sao?